Mỹ tự hủy tên lửa xuyên lục địa sau khi phóng. Mỹ kích nổ tên lửa Minuten 3 không mang đầu đạn trên Thái Bình Dương, do quả đạn gặp trục trặc sau khi rời bệ phóng. Đơn vị Delta 30 đã phá hủy an toàn tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Minuten 3 không mang đầu đạn trên vùng trời Thái Bình Dương rạng sáng ngày 1 tháng 11, do sự cố bất thường sau khi phóng từ căn cứ vũ trụ Vandenberg ở bang California, Bộ Tư lệnh Tấn công Toàn cầu AFJSC thuộc Không quân Mỹ cho biết. AFJSC không công bố chi tiết về sự cố, thêm rằng cơ quan này đã thành lập nhóm phân tích để điều tra nguyên nhân. Chúng tôi tích lũy được nhiều bài học sau từng vụ phóng. Dữ liệu thu được sẽ giúp xác định, khắc phục mọi vấn đề nhằm bảo đảm độ tin cậy và chính xác của Minuten 3, thông cáo của AFJSC có đoạn. Tên lửa LGM-30 Minuten 3 có tầm bắn 13.000 km, được biên chế từ thập niên 1970. Đây là một phần trong bộ ba răng đe hạt nhân của Mỹ, bên cạnh tên lửa Trident 3 trên tàu ngầm lớp Ohio và vũ khí hạt nhân trang bị cho máy bay ném bom chiến lược. Mỹ sở hữu khoảng 450 tên lửa Minuten 3 đặt trong các hầm chứa nằm rải rác trên lãnh thổ, cùng khoảng 3.800 đầu đạn trong trạng thái chiến đấu và 2.000 đầu đạn niêm cất. Mỗi quả Minuten 3 có thể mang một đầu đạn VĐ-87 với sức công phá tương đương 450.000 tấn thuốc nổ TNT hoặc 3 đầu đạn VĐ-78. Mỗi thiết bị có sức mạnh ngang 350.000 tấn thuốc nổ TNT và đủ sức tấn công các mục tiêu riêng biệt. Hệ thống Minuten 3 dự kiến được thay thế bằng chương trình tên lửa LGM-35A Sentinel có trị giá 264 tỷ đô la Mỹ, chưa bao gồm đầu đạn hạt nhân mới. Dù vậy, chính quyền Tổng thống Joe Biden có thể xem xét lại dự án này do chi phí quá cao và chuyển hướng sang hiện đại hóa Minuten 3. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.